Tính đến thời điểm sáng mùng 3 tháng 1, lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian để giải cứu bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp. Dõi theo quá trình giải cứu, những người thân trong gia đình vẫn hy vọng và cầu mong điều kỳ diệu có thể xảy ra với Nam. Suốt 2 ngày đêm ròng rã chờ đợi tin tức của con trai, chị Linh, mẹ bé Hạo Nam thất thần cho hay giờ chị cũng không biết nói gì, chỉ đợi vào phép màu. Nhắc đến con trai, chị kể, lúc sinh ra Nam nặng 3,1kg, hiện giờ dù 10 tuổi nhưng bé chỉ nặng hơn 20kg, nằm ngoan, học khá. Mỗi ngày trước khi đi học thường ra chợ mua thức ăn sáng cho ba mẹ, em gái hơn tuổi rưỡi rồi mới đi học. Còn ba của Nam, anh Thái Văn Tấn Tài hơn 2 ngày qua luôn túc trực ở hiện trường chờ đón tin con. Anh nghẹn ngào tâm sự, lúc nghe tin con trai rơi xuống trụ bê tông, anh hốt hoảng chạy lại hiện trường nhưng chỉ nghe tiếng con kêu cứu dưới hố. Khoảng 10 phút sau, anh không nghe tiếng gì nữa. Ông Nguyễn Văn Điệt, 68 tuổi, ông ngoại bé trai mắt đỏ hoe vì thương cháu. Ông không dám nghĩ rằng đứa cháu ngoại ngoan ngoãn, học giỏi của ông lại rơi vào ống bê tông dài như vậy tại công trình. Được biết, hoàn cảnh của gia đình bé Hạo Nam thuộc diện khó khăn trong xã. Bố mẹ bé có 1.000 mét vuông đất trồng ớt, tuy nhiên do vụ mùa thất bát nên gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Thêm vào đó, vì phải nuôi hai con nhỏ nên mẹ Hạo Nam chỉ ở nhà chăm sóc con và quán xuyến việc gia đình. Kinh tế của cả nhà phụ thuộc hết vào công việc làm thuê và chăm sóc vườn ớt của người bố.